AFC Champions League, AFC Cup trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Xin chào các khán giả của FPT Play. Chúng ta sẽ cùng nhau tới với những hình ảnh ở tại sân vận động với cái tên cực kỳ đặc biệt là Vive Canada Juba Bharati Grindrakan ở tại Mohun Bagan East Bengal, Ấn Độ, nơi sẽ diễn ra những trận đấu tiếp theo của AFC Cup. Chúng ta sẽ cùng tới với đường xuất phát của ATK Mohun Bagan, đội chủ nhà. Là thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo các khán giả trong ngày hôm nay. Pele Pogba là cầu thủ mong manh đội trưởng của đội bóng. Đứng trong khung gỗ là thủ thành Kate, Kauko, Tangri và Liston là bộ ba tiền vệ trung tâm của ATK Mohun Bagan ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài điều khiển trận đấu là ông Khalid Anturias cùng với tổ những trợ lý của mình, có ông Hadmi, ông Al-Samari. Còn đây là đội xuất phát của Kuala Lumpur City với huấn luyện viên trưởng Bojan Hodak. Họ chơi với sơ đồ 4-4-2. Paulo Josue và Jordan là cặp đôi chơi cao nhất trên hàng công của Kuala Lumpur City, Lambert và Hadin. Như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu đã vang lên. Trong một trận đấu này thì cao thủ Mohun Bagan đại diện tới từ Ấn Độ sẽ thi đấu bên phía bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh của quý vị cùng bộ trang phục tối màu. Đội chủ nhà vẫn đang là những người chủ động hơn hẳn. Những đợt tấn công của họ để nói đã đe dọa được khung thành của Kuala Lumpur hay chưa? Câu trả lời là chưa. Vẫn đang là những tình huống tấn công khá rời rạc và chân phương. Mọi thứ đang diễn ra tương đối tẻ nhạt. Và người thành công. Đá đây bất ngờ tới từ số 17 Lukaku. Piston Lukaku là cầu thủ vừa đi bóng và dứt điểm bên phía Mohun Bagan. Đó mới là cơ hội nhất mà cao thủ chủ nhà tạo ra trong trận đấu này. Cơ hội khá nguy hiểm. Cú đá cự ly gần của số 82 Minta. Jordan Minta đã có một pha ra chân tương đối nhanh. Cầu thủ này nhanh hơn Florentin Pogba một nhịp. Rất hay. Cơ hội vẫn đang là cao thủ Kuala Lumpur. Những cầu thủ như là Minta hay là Patiban đang chơi khá xông xáo trên hàng công của cao thủ Kuala Lumpur. Đường chuyền của Minta hướng đến vị trí của Patiban. Rất nguy hiểm. Dứt điểm. Tiếp tục làm cú đá của Mohun Bagan. Người vừa ngả người móc bóng đó là cầu thủ màu số 17. Không phải, đó là số 71 Kuhunian. Rất hợp lý. Đấu vào. Chưa có pha dứt điểm tới từ cầu thủ Mohun Bagan. Vẫn chưa thể tung ra cú dứt điểm. Phần nào đó thì chúng ta đang thấy được sự mất cảnh giác của cao thủ Kuala Lumpur City. Dù họ lùi về rất đông ở phần sân nhà, cầu thủ vừa tung ra cú dứt điểm trong pha bóng vừa rồi đó là Bose. Chúng ta cùng xem lại những pha bóng loạn choạng của những cầu thủ hàng phòng ngự Kuala Lumpur City.
rất nguy hiểm, và đó là bàn thắng dành cho Kuala Lumpur City. Một cú sút xa miễn chê của Paulo Josué đi cày một hụt bà gan ép sân nhiều nhưng không đem lại hiệu quả. Còn với Kuala Lumpur City, chỉ một khoảnh khắc của một ngôi sao Paulo Josué, bóng này đã có được điều mình cần. Đó là lợi thế rất lớn dành cho đội bóng tới từ Malaysia. Paulo Josué là cầu thủ, là chứng nhân lịch sử của rất nhiều những chiến tích của Kuala Lumpur City. Anh đã từng xuống hạng để rồi trở lại hạng đấu cao nhất của Malaysia cùng với đội bóng này. Và giờ đây đang tiếp tục cùng với đội bóng thủ đô Malaysia bay cao tại đấu trường châu lục. Quá hay với cú dứt điểm mã ngoài của Paulo Josué. Và dù trong pha bóng vừa rồi thủ thành cai của đội chủ nhà bay người, nhưng cũng chỉ là để làm nền cho siêu phẩm mà thôi. Rất nguy hiểm. Ở cự ly gần nhưng số 8 của Kuala Lumpur vừa bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ rõ nét để giúp đội bóng của anh tạo ra một cách biệt an toàn hơn. Đưa bóng vào. Không có phạt góc cho Moon Bagan. Thời gian thì đang ngày một ủng hộ Kuala Lumpur City. Chỉ cần họ đứng vững thì họ sẽ có mặt ở vòng đấu tiếp theo, vòng chung kết khu vực. Quảng trống không vào. Và ra chân là của Mark Hugh, cầu thủ người Cộng hòa Ireland. Cơ hội dành cho Moon Bagan. Vẫn còn. Tiếp tục là cú đá, bàn thắng đã đến với cầu thủ Moon Bagan. Phút thứ 90 và Moon Bagan đã ghi bàn. Chúng ta có thể lắng lại để cảm nhận bầu không khí, sự vui mừng mà các cổ động viên có mặt ở tại sân vận động Vive Canada Yuba Bharati Brigadan đã tạo ra sau bàn thắng này. Khung thành rộng mở đã được hiện diện trước mặt của Mola. Cardinali Mola đã có một khoảng trống lớn. Đương nhiên anh không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Bù giờ thứ 3. Đánh đầu! Quá cảm xúc cho một trận cầu bùng nổ. Kuala Lumpur City trong một tình huống cố định đã lại một lần nữa biết cách vượt lên. Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mọi thứ trước mắt của các cổ động viên Moon Bagan bây giờ như là họ đang ở địa ngục vậy. Dù chỉ ít phút trước đó thôi thì Mola đã đưa họ đến thiên đường. Một pha phù hợp đá phạt rất tây. Cầu thủ đã đánh đầu là Fakun Aiman Sidis. Mà Kuala Lumpur đang làm với Moon Bagan. Đó là bàn thắng có lẽ là để định đoạt số phận của trận đấu này. Moon Bagan đã tự tay dâng nốt phần còn lại của trận đấu cho Kuala Lumpur. Một sai lầm ở hàng phòng ngự và nó sẽ phải trả giá. Một trận đấu rõ ràng là không hay cho đến khi mà chúng ta được chứng kiến liên tiếp những bàn thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Quá cảm xúc.
Phút thứ 90, Mola ghi bàn để cân bằng cách biệt. Phút thứ 92, Ayman Sidis giúp cho Kuala Lumpur City chính thức vươn lên một lần nữa. Và giờ thì đội bóng áo trắng có lẽ đã yên tâm về tấm vé đi tiếp với bàn thắng của Morales. Một sai lầm và Romeo Morales đã trừng phạt Mohun Bagan. Không có thêm bàn thắng nào được ghi và cũng không có Mohun Bagan ở những vòng thi đấu tiếp theo tại AFC Cup nữa. Kuala Lumpur City đã có một chiến thắng quả cảm và quật cường. Họ là đội giành chiến thắng, tận dụng tốt hơn những khoảnh khắc. Những bàn thắng của Kuala Lumpur City ngày hôm nay ghi được đều rất đẹp và họ xứng đáng với chiến thắng 3-1 trước đại diện của Ấn Độ Mohun Bagan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn cho trận bán kết Liên Lục Địa. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những trận đấu khác ở tại AFC Cup, AFC Champions League cũng như những giải đấu mà FPT Play có bản quyền. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.